Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái con là OSL nha, hay còn viết tắt là URSA. Con này các bạn. Rồi thì trước khi các bạn vào đào bất kỳ bằng con nào á thì các bạn sẽ chuẩn bị cho nó cái ví nha. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái ví của sàn Fisgate. Thì khi mà các bạn đăng ký và đăng nhập vào sàn Fisgate á thì nó sẽ có giao diện như thế này. Nếu như bạn nào chưa có tài khoản của sàn này á thì các bạn có thể đăng ký nha, và cái link đăng ký mình sẽ để ở dưới cái video này. Sau đó các bạn sẽ vào là Your Wallet nha các bạn. Tại đây các bạn sẽ vào search, mình tìm tới đồng coin là USA, con này các bạn. Các bạn sẽ chọn là responses, thì họ sẽ cung cấp cho mình cái địa chỉ ví như thế này. Sau đó các bạn sẽ quay lại cái HTTP wallet của mình sẽ sử dụng một dàn đào để mình đào cái đồng coin này, và ở đây mình sẽ dùng 3.0.0 TI để mình làm ví dụ nha. Thì các bạn sẽ vào cái mục là group cần thiết. Tại đây các bạn sẽ chọn là VA cần thiết. Cái name này á mình sẽ đặt tên cho nó nha các bạn. U R S -A. Rồi cái coin này á thì mình sẽ chọn là custom. Program á thì mình sẽ chọn là SRB miner nha. Thì mặc định nó sẽ chọn cái phiên bản version mới nhất cho mình. Cái chỗ seedpool này mình sẽ không chọn các bạn, bởi vì HTTPS họ chưa có làm phân tích sẵn cho đồng coin này. Rồi cái chỗ wallet á thì mình sẽ sử dụng cái ví của sàn Fisgate, mình check qua các bạn, mình copy, mình paste qua nha. Cái miner option này á mình sẽ check cái đoạn này của mình, thì một chút nữa mình sẽ dán cái đoạn này ở dưới cái video, các bạn check về và các bạn sử dụng nha. Rồi sau khi các bạn đã làm xong những cái thao tác này rồi á, các bạn sẽ chọn là create group config các bạn. Thì các bạn sẽ được một cái config như thế này. Sau đó các bạn sẽ quay lại cái read list của mình nha. Tại đây mình sẽ chọn vào cái dàn đào của mình click vào cái chỗ này nè. Mình sẽ chọn là action, mình chọn là group config các bạn. Mình sẽ chọn lại config mình mới vừa tạo nha. Thì ở đây nó có hai lựa chọn, là một là reload, hai là reboot. Reload có nghĩa là nó nạp lại config mới, và reboot nó sẽ khởi động lại dàn luôn nha các bạn. Mình sẽ chọn là change group. Lúc này các bạn sẽ thấy nó bắt đầu nó nạp lại config mới nè. Đó. Mình sẽ chờ cho nó nạp lại nha. Thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ qua cái phần overlock. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái thông số OC dựa theo cái trang hr.no nha các bạn. Đây, mình điền qua. Cái việc sử dụng cái thông số OC trên trang này á thì chưa hẳn là nó tối ưu nhất các bạn. Thì về các bạn có thể là các bạn tăng giảm những thông số này, bạn tăng co lên một xíu, hoặc là các bạn tăng cái lock này lên để mà mình tăng cái tốc độ đào của nó. Tuy nhiên là các bạn không phải tăng bao nhiêu cũng được các bạn. Các bạn sẽ điều chỉnh từ từ đối với cái Vega của các bạn, sau đó các bạn sẽ xem là nó chạy ổn định hay không. Nếu nó ổn định thì ok, còn không ổn định thì mình sẽ giảm nó lại nha. Rồi các bạn thấy là nó lên tốc rồi nè lên tốc. Sau khi các bạn mà thấy nó chạy được rồi, nó lên tốc rồi, và cái chỗ access đây nè nó có share rồi á, thì việc tiếp theo á là mình sẽ lên pool để kiểm tra xem là cái pool nó có nhận cái dàn đào của mình hay chưa. Thì đối với đồng coin này lúc nãy mình sử dụng pool của máy lên core Vivo nha. Này các bạn, thì mình sẽ lên Google á, mình gõ là URSA pool. Lúc này mình sẽ tìm kiếm tới cái pool của máy lên core Vivo các bạn, bằng click vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ chép cái ví của bạn, mình dán vào cái chỗ enter wallet address các bạn, mình bắt vào nha, mình chọn là search. Khi này các bạn thấy là cái pool nó nhận dàn đào của mình rồi,
thì mình đã thành công trong việc setup cái dàn đào của mình chạy đồng con này rồi. Kế tiếp á, là mình sẽ set cái min layout nha. Thì mình thấy cái min layout của đồng con này tương đối nhỏ các bạn. Bình thường á, lúc mình mới chạy nó sẽ là một URSD, nó sẽ bay về một lần và nó bay theo chu kỳ nha. Thì mình thấy cái ví của mình nè, thường thường nó bay là 5 đồng, 3 đồng, 8 đồng, 9 đồng, 4 đồng như nè. Thì mình thấy nó bay liên tục, nó hơi lộn xộn các bạn. Cho nên mình xét lại cái min bay của nó là 100, cho cái lần bay nó ít lại nha. Rồi để xét min bay out á, các bạn sẽ click vào cái chỗ biểu tượng bánh răng nè. Tại đây á, các bạn sẽ điền cái con số mà các bạn muốn. Ví dụ mình điền là 200. Cái IP address á, các bạn sẽ lấy ở đâu? Các bạn sẽ vào cái HTTP của mình. Mình vào cái dàn đào của mình nha, mình vào cái chỗ này. Mình thấy cái chỗ biểu tượng hình con mắt nè, mình click lên. Ở đây nó sẽ có cái IP public các bạn. Các bạn sẽ copy. Các bạn dán vào nha. Sau đó các bạn chọn là save. Thì các bạn thấy nó đã thay đổi thành công rồi các bạn. Đó, các bạn thấy ở đây cái min bay out của nó đổi thành 200. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để mà set cái dàn đào của mình chạy cái đồng con URSA này rồi. Và trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn đào một cái con khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.